Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào anh Tính, chào Hữu. Chào. Quá trời giờ muốn rồi. Giờ muốn làm gì anh Tính? Bóp gỏi. Bóp giấm. Bóp giấm mà phải không? Ok. Được không? Ăn được không? Chắc chết quá. Giờ muốn bóp giấm. Bây giờ mình lẹn vô nhà cái mình chào cả nhà cái quay những cái món ăn cho cả nhà xem ăn cả nhà ơi. Thì bữa nay thì cũng có cô Mừ bác Hai. Tiếng mấy anh nhóc chân cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào. Chào Tính nha, chào bà xã. Chào cả nhà. Tính thì đang làm gì vậy Tính? Chuyên cá. À đang chuyên cái cây tùng rồi. Dạ. Thử cho mày chụp đi. Dạ. Chào bác Hai, chào cả nhà, chào hết trơn mấy anh em luôn nha, anh Tiếng luôn. Chào. Đó mình em cũng bắt được mớ cá là dựng dựng dần dần cá nhỏ cá sặc thay rô. Chào cô Mừ nghe. Chào. Rồi lên đi lên phòng nha. Anh vô anh vô. Anh vô anh vô. Cô Mừ đang chờ cá sặc ta kho tiêu. Bây giờ thì cũng chưa cá nhỏ. Anh em làm một hai món gì để ăn cơm. Chào anh Đức nha. Chào. Anh Tiến đẹp trai nha. Chào chị. Đi la liệt luôn hả? La liệt luôn hả? Da đậm chút xíu mệt à. Tiếng lau kiến. Tiếng cá lau kiến mà giờ không có cá lau kiến rồi. Cá rô cá sặc đã đi. Cá bằng tông luôn hả? Mai mốt con xuống thử. Dạ. Giờ bà xã làm cái nước lẩu cá con lạc cả nhà. Dạ, ngày hôm nay thì anh em cũng súng lại đi săn bắt cả nhà. Sớm mắc mưa nữa mình cũng bắt cái đồng mình thì nói chung là thua, nói như là dắt cô đi cho cô đi vòng vòng trải nghiệm chơi không chứ cái đồng này thua rồi. Chứ anh Đức anh cũng thèm chuột mà bữa nay thật sự là xin lỗi anh Đức luôn. Anh Đức ơi, đây thì có bắp với bắp non luộc với nhãn lồng. Nó lên không? Lấy gì? Tháng 7, tháng 8 á. Đây thì cũng tự nhiên vậy. Đây thì cá chiên xù cũng là chiên lồng. Ngon nhất là cái món này nè các bạn. Cá lồng thâm với tép bên này kia. Nó gạch cua. Để cho đãi cho mấy bác. Mấy chú mấy anh em thử nha. Tháng 7 ăn đi rồi ăn cái đó. Đường nào cũng về cũng bắt câu về thôi. Nãy đây ai dẹp rồi. Cái gì? Cái nước mắm của em ai dẹp rồi. Đây nước mắm coi nước mắm đâu. Rồi. Cơm quá. Cơm muốn cái này. Con nói bắt hay nha. Con nói bắt hay nha, dưới con nha. Làm hai cái ha. Bỏ vô xe mà. Mấy cái bút gà mà. Hai cái. Mua hai cục bạc. Hai cục bạc tép. Chạy qua bình khéo nó không quét. Chạy xuống mấy cái khe nồ á, khe neo á. Khe neo á. Bỏ xuống. Đừng mà. Thôi, bỏ xuống. Bỏ xuống. Chắc là tưởng. Được, nó là trái tưởng. Cháy chưa? Đang cháy à? Cá thì tôi không có nhiều tiền nhưng mà mình làm tay là nó bạc nhiều. 500 con có, 500 đô có. Mà bán được nhiêu tiền? Một quán. Ý là thí dụ mình mua á. Cái đó làm gì? Mình mua cũng không bao nhiêu tiền hết. Hả? Hả? Đó. Dịch đó. Nhưng mà nó phạt cái quy định nó phạt ngặt lắm. Dân nó mới ấy, nó mới làm gì nó mới đợt hả? Con cá thì 10 đồng nó phạt con chảo đồng. Chảo đồng. Tiếng là ông cầu câu 1 chục, 2 chục phao, 3 chục phao gì kia ăn hết, không cho người ta được, không bán, ai không biết được là không. Cái bữa nay là cái sự tồi tàn của anh em. Chặt luôn. Bữa nay bắt chuột thua mà bỏ để cụ cho mấy anh chăn ăn. Nhét tư quần được rồi. Muốn dần không dần bỏ vô chút muối, xíu muối. Cục á. Kìa.
Chảo này lắm ngon nha. Trời ơi, bỏ vô dành hơn nữa không ơi. Rồi, dành rồi cái hết nè. Ui dạ. Đây. Gì nữa? Rồi, giờ làm luôn đi chứ. Không, hết nước ra rồi. Để cho này chiên cá vậy. Chiên mới đây. Chiên mới luôn. Tho cho con bớt. Không có sữa ấy đó, để ít thôi. Để nhiều quá, đủ không? Đủ, còn nhiêu của kho. Con rồi. Ừ. Cô vừa để con ăn, để dạy con ăn. Ăn chén không ăn khỏi hết liền. Mà cô chồng bắt cải là cô chồng xu hay cô chồng xài quá. Gì đó bà Thanh ơi. Ba cái này, ba cái này anh dục chứ thầm cho cá này, mày lấy cái bọc lên. Nên nói vậy chứ gom gom hồi cũng nhiều mồi lắm chứ bò à. Trời ơi, cái này kìa, lũ phu luôn lũ phu à. Thôi mình về ở thân mình dễ cái này cho bằng thêm miếng gan rồi lót đây nè. Ừ. Lót đây dài 5 miếng rồi lót. Có cát bên còn mà. Lót cái đây nè. Cát còn hết. Ớt thêm ớt vô. Hay dễ anh ta anh ba. Lấy cái dễ nữa. Ớt còn anh ta. Ớt thêm vô hấp dẫn. Dẫn ớt. Nè, bún nhau hóa dùm luôn đó. Thôi cái chảo đó trộn trộn cơm ăn cái hướng gì chịu nổi. Vô để tôi thêm cái nó kìa. Rồi còn ớt không ạ? Hết rồi quá. Dạ, cái bọc hết nè rồi Thanh. Đây đây ớt đây. Làm cho ăn mắm rồi. Rồi nè, ngồi ai trộn nha. Để đây. Xong rồi đó. Để cho em mở cái chảo, vác hết sạch đi nha. Mở cái chảo rồi làm trộn cá khô khô khô. Trộn cơm. Cái gì vậy? Cá rồi trộn cơm nè. Dạ. Cô nó luôn kìa nha. Muối rồi hai lần luôn rồi. Bỏ chanh tinh đứt cho nó chén cơm kìa. Muốn thôi. Không chảo hả? Không chảo rồi. Cho tôi thấy nồi cơm nấu bữa nay ít dữ ta. Còn ở đây còn nhiêu gạo hồi nãy chưa, không có chảo vô rồi. Nãy mình ăn ít thôi, đồ ăn quá trời luôn mà. Nấu nhiều quá vậy? Ăn quá rồi. Thôi ăn ngủ. Để trộn cho dụ dỗ ăn no rồi nặng khỏi ăn hay sao kỳ. Ừ vòng vòng vét vét vòng vòng. Chưa chưa để con chuẩn bị kho. Để coi cái đó khỏi kho được. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Dạ mình có cái kho bỏ bọc cho cô mời đi. Ừ. Đây là bảy hộp nãy giờ. Chuyện đó nhỏ xíu cô mời. Trời ơi khoai này nè. Này nó cũng là tẩy màu giác lớn. Nấu ra một hộp. Sao rồi sao nát không? Lạc thì cho máy làm thêm miếng nữa. Bột ngọt, 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 bột cơm trộn chảo kìa kìa. Tụi nó kho à, nó kho đây đậm đà chắc miền Tây không mùi ha. Ngon. Ăn miếng nữa thì thôi đi mà, ăn miếng nữa thôi để ăn kia. Ăn khỏi ăn mấy hộp kia. Nói với thằng Thanh vụ quá. Cá luôn. Trời đó lên trên tính ra ra cái chén này. Tới tôi. Không anh ơi. Tôi bái xúc. Cái gì vậy trời. Nó bỏ luôn rồi. Thôi mình mà con hấp bọt xong cái mình anh ba làm gì vậy? Cái đó đưa đúng rồi mình cho bếp ga ăn anh cho nóng á. Mình nhắc xuống đi giờ hồi mình đưa cho bếp ga nữa giờ mình bắt lên mình ăn. Giờ đây nhắc cũng bỏ đâu đây? Ra ngoài bàn luôn để cho mày đi ăn đi. Em lấy cái ghế ra mới được. Để là cả. Chị làm ơn em. Vì ngoài đó sớt ra cái chảo nữa. Bọn mình ăn hai cái lẩu á. Có ai ăn me thì chua thì bỏ me vô. Đúng rồi đó, cái đó mày dầm me mà hết sạch con còn tám luôn. Có trái xài nè, có trái xài chua kìa. Có không phải luôn. Có trái chua kìa bầm á.
trộm mớp rồi cả nhà. Ê, đi lên. Xin nãy giờ mày xin ai? Có hai trái bên đây nữa này, sao không cắt luôn? Bên đây nè, phía mặt trời lặn kìa, dở vậy. Mì đâu này nè, ngoài này nè. Tiếc quá, cô Mừ xuống chơi thì có ngày một tiếc quá. Chơi 2-3 ngày trải nghiệm mới ngon chứ có xuống có ngày một à. Hồng dịch anh Hồng ơi. Anh Hồng là Hồng dịch là phải nhớ cái cảnh anh em mình lên trên sông nước nha anh Hồng. Đi qua bển cứ quên em Út luôn rồi, không điện đài cho em Út. Mới gửi cho em một đống hình luôn. Gửi hình làm gì ăn được cái gì gửi hình anh Hồng. Nếu gửi hình em không có nhận đâu nha. Nói trước à. Gửi cái gì cho ăn đồ được, cái gì gửi hình. Ôi ghê luôn. Còn ở đó cái gì ngoài tổ nhóc chừng à? Em làm một mẻ nữa. Hai dĩa mới được. Lấy dĩa em lấy dĩa sẵn cho mình. Bự dĩa nhỏ gì tờ lên trên nè. Dĩa nhỏ kìa đi. Mình bán cái dĩa bự đây, hồi mình để không uống đi. Rồi lật bề đi kìa đó. Đó. Cho em mượn cái sạn cho anh Tính. Đó chứ giờ bác nhà bán đó là nhé, mấy bên đó đó. Hai dĩa được chưa? Đây hai đầu mới được. Tắt lửa hả nhỉ? Dạ chị tắt lửa luôn đi, để dám. Rồi chín rồi. Hồng dịch quýnh chưa đều nha. Không có, tại em quậy ra đặng cho nó chín đều á. Chuột cho vàng đi. Làm mé nữa hả? Hồng dịch của Tính đem xuống cả nhà. Tính nói gì ăn hồng dịch là đại lý hồng dịch. Giờ mình chơi với cái dữ không trời. Bây giờ mình chơi với dân học dịch nè, dân lò sấy nè, đủ lưới dân lò gạo nè. Mới mốt mình kiếm mấy ông chủ mì rồi đó, Tính mấy anh chủ mì hào hảo là vô luôn là khỏi lo vậy đó chứ, khỏi sợ đói. Có gạo với học dịch là ok rồi đó. Gì bữa đó cho bao gạo gì vậy thằng à? Tiếng tiếng gì có ai lọt đây trời? Tiếng tiếng thằng lằn hả vậy? Đâu thằng lằn quỷ vậy? Gì trời? Tiếng cái này tiếng gì? Tiếng bắt cái đại đó. Mốp đã lộn lộn đó. Sao ổ chuột? Mốp bọng của người ta ăn thì bẻ vài trái ăn đó. Bẻ cho hết. Cái gửi cho cô cái khoái. Ừ. Gì bẻ đi. Đem vô. Mớp mình ăn được nha cả nhà. Mớp ngon cả nhà. Mớp này thật sự ngon cực kỳ luôn. Em bán là mấy chỗ mà mua đó là khoái lắm. Cái nào gom đỏ giờ này luôn anh ba. Hát bỏ xuống đó luôn rồi mình đem ra đây luôn. Có miếng mờ đường bột ngọt vô đây nè anh Đặng Tính. Cái này là dưa hấu non cả nhà. Nó quá trời nước nhiều. Còn này ít cá này cá dụng dụng này gửi cho một người khoái. Thích cá lòng tông rồi. Chứ thật sự tụi em ở đây tụi em cũng ngán cái lắm rồi. Tụi em thèm cái gì? Tụi em thò thèm cái gì bự bự cái cá lòng tông ngán lắm. Bự là cái gì? Nước hồng hạn. Rồi 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 nút đó.
Bắp này ngọt lắm á ngang cô mọi người. Bắp này là thật là bán cho những người người ta bán ở tiệm ở chợ là ta kiếm hoài luôn không vậy. Cái này nè. Cái cỡ này nè. Đó. Dạ, bắp bắp ngon dạ. Không phải bắp hương. Anh với chị có ăn không? Mình lấy lại ha. Dạ trái nó chút nó chiều nó canh. Mình ăn ngon nhất là sao rồi mình tên. Mà không cắt mình làm liền mình cho ngọt lắm. Nhiều mà. Lấy lại nấu canh nó trái chiều nấu canh ăn á. Dạ lấy hai trái thôi. Ừ. Rồi, không không. Không lấy đâu. Chiều anh em mình ăn. Rồi. Rồi. Rồi ok, lấy hai trái. Rồi. Rồi quyết định. Quyết định. Quyết định. Luôn biết chứ. Sót quà sao? Cái này quay cái để làm kỷ niệm cho cả nhà. Quá vui luôn nha cả nhà ơi. Chụp cho bác hai một bội hình luôn nha cả nhà ơi. Chụp biết mở không? Phan đứng đi. Ừ, chụp. Anh vô đây quay vậy đó là kỷ niệm rồi đó, chụp cho. Tú bắt trước, tú bắt chuột. Mà anh em ở đây tất cả mọi nơi cùng quy tụ lại một về một ngày thành ra tôi muốn cho luôn lên tốt lưu niệm để đây chụp đó nha. Chụp không hết đâu nha, lấy đâu không hết được hết. Chụp cái đó không hết này được là cái cột đuối hết hết rồi. Ủa sao mà chụp bấm mắt lại thấy được sao đó. Rồi xong rồi mời cả nhà cùng ngồi đi sắp lá cà bật lửa lên dập lên. Qua đây. Em này đang ngồi đó nghe. Em ơi. Thầy ơi. Cơm nè. Bảo với cao lên. Kéo nó lại, kéo lên. Kéo lên. Kéo lên lại. Ủa nãy là có ai đi bẻ xe không? Chưa. Đó tắt quạt nó lên chứ người muốn đi ca. Đủ ly đẳng chưa? Đủ ly chưa tính? Đủ chưa, đây còn nè. Chấm vô đây nè. Cái này kho lạc. Chấm vô đây. Chấm vô cho muốn. Bơ. Ờ nhắn lòng rồi đó, bắp rồi đó. Lấy cái ghế đó qua đang anh em mình ngồi đây luôn mà. Cái ghế còn ghế mà mình cứ ghế mà hổ. Trời nhóc mà. Nhiều lắm. Chấm nước thuốc cá cho chị luôn. Đợi ra chín. Cái gì mà bữa nào không cắn lên, cắn lên cả. Muối à? Muối à? Thử. Được chưa? Nè. Câu giờ nè. Không hết chưa? Anh em. Bia vô ly đầy đủ chưa? Ừ. Bia vô ly đầy đủ chưa? Bắp nữa, bắp non nữa anh. Anh, vui lên. Thôi giờ mình cùng lên nâng ly một cái. Làm cho vui vẻ cái hôm nay nghe. Vô. Chúc mừng hết đi. Chúc mừng năm cũ nha. Nè. Chừng em vô đổ. Vô. 1 2 vô bàn vô. Mừng năm nhà. Bữa rồi không làm nước gì kinh. Có anh thấy uống bè lúc trước này. Ai làm nước chung luôn hả? Không làm mà anh Tiến làm cũng chừng 3 lon. Dạ chị tới không? Đồ trắng lòng. Đoạn món không màu được trong đây kìa. Vô cái đây. Vô. Vô. Vô nhà ơi. 1 2 3 vô. Không đem cây đeo à cái gì á? Không được á, đấy. Em bây giờ em cũng ăn uống vậy đâu. Có mặn tao nói ông bà tao nói có mặn mới có ăn, không có mặn đâu có ăn, sáng giờ em đâu có mặn gì đâu mà ăn. Ở bác hai sáng giờ con đâu có làm gì đâu ăn. Cái dầu muối này đó nha anh Tính. Sao cô mừng?
Giờ muốn gặp lấy được cô chấm vô cá kho hay là có hay là không được. Ngon lắm. Tuyệt vời, ông mặt trời. Cây cây nhà lá dừa nghe cô mười ơi. Có ai ăn chua bỏ vô chút xíu me. Đúng rồi. Bỏ ăn ngay có khẽm này nha. Dạ. Bỏ có khẽm đó. Có ớt nè. Trời ơi, ăn ớt này nè. Còn ngon nghèo ăn hồi nãy bỏ nước ra lại đi ngủ. Cay mà kêu ăn ớt cay nó cá nó chín rồi anh thấy. Nãy giờ sao chưa ăn? Trời ơi trời nó. Trời nó. Ăn. Nên nè, để chút chút vào đây nè cho chị ngủ cái đây này. Chị để chị ăn đi. Nói chung cái đồ này anh em mà sớm nha, thật sự là không có cái gì mua hết trơn cả nhà. Anh em đi hoàng 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 không có cái này cái người hái năm gào, người bé dài trái bắp, người thì hái dài trái rau muống, lâu dài cao rau muống, người thì đem hột vịt, tính đem hột vịt xuống nữa, cái về đây cái em bắt hai cá em hùng vô nữa, thấy cũng đông đông vui vui nè chứ bò à. Ăn không ai nói hết trời, ngon quá, sao không ai lên tiếng hết rồi. Hết lâu cơm rồi ghé, hết cơm à. Hết gạo, hết gạo. Cái này mới ngon. Có công chuyện hả Tính? Chơi là chơi lúc nào vậy? Làm là làm. Vậy vậy vậy. Vậy vậy vậy. Không không không. Không, 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 không. Đó, đi, không, đâu, đâu. Không sao hết. Về đi. Thôi có về đi. Đó. Không phải nào gặp ông ơi gặp nha. Lại lo nữa thì vậy. Công việc thôi. Không thì không chịu nữa. Bye bye nha. Thôi mai ông cháu mình gặp nữa nha. Nhà cổ đó, gãy đòn tay. Gãy đòn tay sơm xuống rồi. Hư luôn. 19 20 ngày vậy mới tỉnh mà. 20 ngày nội nằm bệnh viện chỉnh không là 20 ngày hay mấy ngày. Nhà của nhà anh đó. Sao cảm thấy sao rồi bác hai chứ cô mự. Ngon không? Ăn những món quê đồng quê dân dã gì thì em đi ăn. Ngon đâu. Quá ngon luôn. Tính bằng công việc nó về trước rồi cả nhà ơi. Anh gì đó? Cũng em út nó cũng tốt với anh em này. Cái đó giờ muốn mà. Chấm vô đây nè, anh chấm vô lẩu nè, anh sao em thấy thì. Hả? Trời ơi, cái chấm nước vô mình lấy cái gì mình múc ra. Trong dưa vào. Múc cho chấm ăn. Trong dưa vào hơn chừng là 4 5 năm nay không khi nào ấy sọt rồi đổ mà gấp cho anh em mình cái gì ăn. Giờ đó nó có liền rồi đó. Có đó. Ủa bộ không có tài hả? Ừ. Nghe anh em mình công nó mà vậy đó trời. Đừng nói gì tục đường nha, tính ớt cái bộ ăn hai nữa đó. Ừ. Gom nè. Nè khách có khách mà hết cơm trời. Bắp non á trời, ngon á trời. Đúng nè. Nãy giờ hồi nãy nằm nấu hả? Mình đi đâu mình biết đâu. Thôi mình đừng có tại ổng chống được là mừng lắm rồi ông ơi. Thường thường nấu quá ăn không hết, để đóng đóng này nè. Ở đây còn cơm này nha. Trước còn cơm kìa, sớt quá. Sớt qua khoảng nữa đi. Không sớt qua khoảng nữa đi anh Tiến. Ủa cái này bò không có cơm, cơm cháy luôn hả? Phụ nữ ta cơm ít lắm. Ăn đồ ăn luôn à. Sớt con nữa đi, trời ơi, đợi chờ 5 phút nữa là nhóc. Nãy mình định tuyên bố mình hết cơm, nó cơm còn nhóc. Bữa nay. Rồi. Bữa nay là nghe cái ngày gì trời nó xui gì, tặng mạng đủ thứ thập vật cho đi bắt chuột mà. Tình thiệt nó thiệt mà. Có lòng tông có một đống hừng hồn bữa đi dân có một chục gác không có ăn, hôm nay kéo có hai lứa nhóc hết trơn á, còn có hôm nay có cô mờ quá hên. Nhà cơm mà không có ăn. Cái vụ sáng xui là tại một mỗi một đứa một có một thằng quà hết nha. Để nó no đó, cho cơm hết thôi rồi. Ăn đi trời. Ăn đi.
Tiến à, ăn đi, ăn Tiến à. Trời ơi, nhìn cái mặt biết làm bộ rồi. Bới cho Tiến chén nha, của anh nha. Kìa, kìa, kìa. Dạ, dạ. Nè, cảm ơn rồi. Cô mừng cho quà cho anh em. Ở dưới đây xong rồi. Không thì cứ để ra, nó đi. Đợi, ở dưới này còn mà. Có còn nè, cho anh cái còn nữa nè. Đi về cho mẹ ăn rất thêm. Dạ, con cảm ơn cô Mười rất nhiều. Chúc cô Mười dồi dào sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn cô, ngọt cơm này anh Đức. Năm sau về tiếp nha cô Mười. Không, năm sau hình như hay. Thôi thôi, mùa về bánh gì bên Mỹ về thôi, mùa hè không á. Thế năm sau hình như hay lâu anh. Năm sau hay lâu á. Mỗi năm lần thôi chứ. Nó tết gì nữa. Mấy ông cứ tưởng tiền nó rơi xuống vô cái họng không thôi. Nó đâu có rơi trúng luôn. Nó cũng có lúc chặt hả bác ơi. Ăn đi nắp hết nữa. Lấy đi anh. Cô cho mình lấy đi. Cái không không không. Nói chuyện một con nó cần cái dầu. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Con này khỏi nha cô Mười. Tôi nữa nha. Hãy xin tôi nữa nha bây giờ. Không. Cái đó là không có. Không có. Nửa nha là không có đó. Không. Đây không luôn. Không. Cái nào có, có nào không không. Có, cho con là không khác người dắt củi gì rồi. Dạ, con cảm ơn. Cái này kẹo ho nha. Dạ. Cái này kẹo ho hết cô Mực. Kẹo ho. Ăn luôn rồi, khỏi nhỏ luôn sao là hết rồi. Nhỏ nó ho đó. Dạ. Viên hồng thôi. Cũng hay lắm á. Rồi cái chương trình phát quà chuẩn bị kết thúc chưa? Chưa. Còn nữa hả? Ăn lên còn được hả? Ồ mà sao không kết thúc được. Chừng nào hết đồ mới kết thúc. Phát tới chiều luôn quá. Còn anh Năm á, còn anh Năm chỗ đó đó cô. Anh Năm à? Dạ dạ dạ, rồi cảm ơn cô nhiều. Cho ông đó là phải rồi đó, cho ông cho dầu là phải rồi đó. Sức dầu dữ lắm. Sức dầu dữ lắm, sức dầu. Dạ hả? Dạ. Dạ. Nghe hồi nãy hả? Dạ. Lúc nào trong mình cũng có cho dầu chứ. Rất là nghiện luôn á, nghiện luôn á. Nghiện dầu luôn à. Dạ đi đâu em Tiến? Em chưa nhậu với anh ly nào chứ mà em đâu nhậu. Mày không thấy anh Tiến uống rồi miếng. Bữa nay em chơi được anh Tiến. Đâu không? Thiệt anh Tiến. Hôm nay giúp bữa anh Tiến. Đâu dám đâu. Chờ anh Tiến. Bữa nay giúp bữa á. Thiệt. Tại anh bám lên không được, chứ không phải xỉn, không được. Rồi vậy cũng cảm ơn cô Mười rất nhiều nha. Chúc cô Mười dồi dào sức khỏe. Trẻ mãi, không già nha. Năm nay về, sang năm về nữa cô Mười ơi. Năm nay không có hơi thiếu, hơi thiếu không nói gì về cho hai cây này. Rồi. Bây giờ nè, nói cái vụ này nè, mấy ấy nè. Vụ này là xà bông này không phải xà bông thơm nha. Cục đó mới xà bông thơm. Xà bông này là xà bông sát trùng. Dạ, diệt khuẩn. Diệt khuẩn đúng rồi. Dạ, cảm ơn con người ạ. Giỏi quá. Sát Covid. Dạ. Sát Covid á. Cái xà bông này. Cái xà bông này hình như là người ta mua đồ ta cho vô cái nó bỏ vô tủ quần áo thơm hoài. Cái này hả? Cái xà bông á. Tưởng nên nói cái này xà bông với là em cử liền à. Đâu đến nước khùng dữ vậy mà. Không, cái đó không có đáo anh, cái đó để da nghiêng nữa. Về cái mình tắm mà cái da mình cạp vô họng á, mình cắn mình nhai á. Dạ, cảm ơn cô. Nhiều khi cũng buồn cái ghê luôn á cả nhà. Em buồn, nhiều khi em buồn cái lắm buồn. Không có, không có, em đâu có, em nói cái chuyện cuộc đời của em thôi chứ em không có nói cô mượn. Lúc này nó mở lò than rồi phải không? Nó Quảng Ninh, nó sinh ra Quảng Ninh. Ngoại chạy vô đây. Bây giờ cái này có mấy cái bao tay chỉ có nhiêu đây thôi. Bao tay này. Bao tay đó cô nữ hay vậy? Nam nữ gì cũng xài được. Nó là cao su mà nó để co giãn nhiều mà. Nó co giãn nè. Bao tay đó bắt chuột á nha. Để bắt chuột á. Không, cắn lủng lủng. Tôi nói dặn, tôi 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 dặn
bao tay này để dành chạy xe đồ á chứ mày không đúng. Mày không à cái màu đẹp quá trời đào hang đó đào hang đó mày uổng đó uổng uổng mà đây rất chuột uổng uổng hả mày nghe bao tay bao tay mà tối này mang vô mà nựng vợ con gái nó thấy có người nào tán không có người nào tán không em kêu đó tay mình nhận thừa là tao này vô nó trừ tôi nghĩ chị coi không mà giữ xe cho tay rửa chén lộn không bọn tao mình mang xe không được chạy xe chạy xe rồi xong hả xong cho cô mợ mang để sao còn nữa hả còn gì nữa không để cho nốt luôn á rồi đó rồi em mình à em em mình cho chào bóng tay thiệt lớn cảm ơn cô mợ cái đây kính thưa quý vị là ngày vui của tôi. Kính thưa anh hai. Cảm ơn. Kính thưa mấy cháu. Kính thưa tôi. Dạ, sao nói giống hồng đào quá vậy? Kính thưa các vị, kính thưa tôi. Cô mừng lớn tuổi mà đẹp gái quá cả nhà ơi. Còn trẻ. Vui vẻ đó. Tính tình em chỉ mới biết lần đầu tiên thôi nha. Nhìn đằng sau từ 18 đó chứ bộ. Chú đẹp lắm nha. Lần đầu tiên là mà đẹp mà tới ông Bi đó mà còn mê tới bây giờ đó. Ông Bi đó biết không? Ông Bi đó. Bi đó đen đó hả? Ông Bi đó. Mê tới bây giờ đó. Bác Bi hình như là chồng của cô Mự hay vậy. Bác Hai biết chưa? Bác Hai biết. Lần đầu như là bây giờ tôi nói cái này trước khi nói xin một tràng pháo tay cho nó to ok hai ba ba cô á tặng cái nhóm của tụi con là 400 dạ tặng nhóm nha tụi con muốn làm gì làm dạ đây. Dạ, muốn làm gì làm, muốn chia sao chị em hay nhưng mà anh em đừng có hung tàn là được rồi. Thì đây con cũng thay mặt nhóm cũng cảm ơn cô Mừ rất là nhiều. Rồi con đại diện nhóm cầm giùm nó. Anh Tiến đại diện nhóm cầm giùm. Chúng ta có tay thay mặt nhóm cảm ơn cô Mừ. Rồi. Các rồi sau đó là không có gì nữa. Không cắt được đâu. Đua đó, đua đó, không cắt được. Cảm ơn cô Mừ rất nhiều, cô Mừ ơi. Bàn giao đầy đủ rồi nghe cô Mừ. Bàn giao cho bà xã giữ rồi. Ngày mai đi đổi ra để chia cho anh em. Cảm ơn cô Mừ. Chuyển liền hả? Anh em nói hôm nay tôi có nói phải không? Mà tôi cũng có bị dày hay gì, tôi cũng phải nói. Hồi sáng tôi nói mà. Chỉ là thành công rồi, thôi cho tràng pháo tay nửa đi. Bữa nay đi săn bắt á không được cái gì nhiều hết trơn cả nhà. Chỉ đãi cô Mừ đơn sơ thôi. Cô Mừ cũng cho quà nhóc cho anh em hết trơn cả nhà ơi. Cũng mới biết cô lần đầu. Bà gì bà Nguyễn Phương Hằng nè. Em đẹp không phải không quý vị? Quý vị thấy em đẹp không? Em đẹp không có quyền á, em đẹp không có quyền á. Em đẹp không có quyền. Được. Em đẹp không phải không quý vị? Cô bảy mấy tuổi rồi đó. Bảy mấy hả? Bảy mấy rồi đó trời. Bảy ba. Bảy ba nhỏ bác hai. Có bảy ba chứ mấy. Trời đất ơi, tại sao kêu anh ba? Vậy rõ ràng nè. 37. Có cái nhìn kỹ ra nhìn giống 37 chứ. Hồi nãy nó mưa nha. Phải mưa hồi đi nó mưa, nó mưa. Mày nhìn thấy 37 xong kêu tao thằng cô mày. Tại anh con kêu theo á. Sớm quá vậy ông cũng kêu chị à. Mà tôi hỏi à, được khen thì nó nhận mà được mà bị dưỡng cái nó bắt lẻ rồi ha, nó đâu rồi nó nói thằng con rồi thấy rồi nè hả. Tôi hỏi mấy ông là mấy ông vô nhà hàng 1 sao 2 sao tới 5 sao có cái hàng nhà hàng nào vui bằng cái nhà hàng này không? Đúng rồi, dễ vậy bằng có hai ơi không bằng nữa đâu. Đúng vui đúng hàng 5 sao là qua sang năm mà sang 5 sao vô được nhà hàng 5 sao.
bao luôn. Muốn ăn cái gì ăn, muốn bốc, muốn hút. Hàng này tới ngàn sao rồi. Thôi giờ cũng chưa cả nhà, em cũng xin phép kết thúc clip nha. Cũng cảm ơn bác Hai và cô Mừ, anh Tiến, rồi anh Đức, anh Phú, rồi bên đây anh gì em chưa biết tên đó. Anh Dũng, chị Cúc, rồi chị Ly, rất là nhiều nha, đến chơi dự với tụi em nha. Ủa mà nãy giờ nó anh Tiến với ta. Dạ. Con hôm nay mới 41 à. 41 là 41 á. 41. 41 là 41. Con nhiêu? Dạ. Lớn hơn lớn hơn mà tại sao kêu người ta bật anh là tại sao? Tại vì nào? Tại vì đó lại kêu chị nghe. Tại vì nằm dữ quá trời ơi. Con 45. Con 3. Dạ con 52. 52 bằng tuổi với thằng con trai lớn của con. Hữu. Con 36. Thanh Thanh. Trời Thanh ơi, Thanh quá. Con 43. Trời trời con mới 31 à. 31. Nó 13 tuổi. Con Thanh. À giờ em cũng xin thay mặt cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Giờ cũng trưa rồi cả nhà ơi. Cũng đủ clip và em cũng xin phép kết thúc clip nha. Cảm ơn cô Mừ thêm một lần nữa rất nhiều nha cô Mừ ơi. Tay lên. Bye bye cả nhà nha. Bye. Cho nhìn thấy cái bản mặt của em cái mà được. Bye bye tôi bắt trước. Dạ bye anh. Giờ này cũng chiều rồi cả nhà. Cô Mừ cũng về lại Vĩnh Long. Cô Mừ về khỏe cô Mừ ơi. Về có dịp nào rảnh lên tụi con chơi. Dạ. Dạ. Còn hai trái mít nữa cô Mừ ơi. Đợi còn hai. Dạ, đợi còn hai trái mít nữa. Dạ, ba chị. Không thể với bà phải không? Thôi, giờ cũng chia tay rồi. Bữa nào gặp lại nghe. Dạ, dạ. Gọi trước cho tôi nghe. 4 tiếng sau là có mặt. Trước ha. Đó. Xe mới mà. Có. Dạ mình mua vậy. Cả này lấy rồi ha. Ôi trời ơi, mới mốt mua cô lấy đâu nha. Trời ơi, cô ít lòng nhiều cô ơi, có. Cái gì đó nãy cho chị đó. Hết rồi. Có mà. Cái này nó rẻ chứ cỡ mắt tôi con không mua đâu. Cái này có 3.000 một ký à. Cái này có 20-30 ngàn. 3.000 ký cô ơi. Chọt đi. Chứ cỡ mà mắt trái mít vậy là 600-700 ngàn tụi con không mua. 600-700 ngàn kéo dài con 3 ngàn à. Thôi đừng có dốc láo rồi, 7 ngàn ký thôi. 7 ngàn là mít 6 kìa, mít 9 mà. 9 là 9 à. Mít nhất á. Mít nhất. Lựa mít ngon nhất luôn, để nguyên đống không á, nó căng rồi mà nó để lại, nó lấy luôn. Nó trừ tiền lại không. Thôi giàu vậy là ok rồi ha. Thôi giờ con cũng xin cảm ơn cô Mừ nghe, cảm ơn anh em nhiều nha. Dạ. Vui vẻ nghe, hẹn lại. Dạ. Lần sau. Dạ. Rồi 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 rồi. Bye bye. Bye bye. Hẹn một ngày gần nhất gặp cô Mừ lại. Nhất. Có tin vui nghe. Có tin vui không? Gạt đầu coi. Tin vui ha. Kẻ có tin vui. Rồi rồi mời cô Mừ lên xe. Vô trong. Vô trong nha. Bye bye. Bye bye. Rồi rồi.